Chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục Món Ngon. Hiển nhiên, khi mà mỗi lần chúng ta ăn trái cây á, thì chúng ta thường hay gọt vỏ nè, hoặc là dùng trái cây để xây sinh tố. Vậy thôi, không còn cách nào khác. Nghe anh Quốc Thái nói vậy lẽ nhiên biết ngay là anh Quốc Thái không phải mê trái cây cho lắm. À, vẫn thích ăn đồ ngọt đúng không? Chút ngọt ngọt thì em nhỏ nó mừng. Nếu vậy thì Hiển nhiên sẽ bày cho anh Thái ăn trái cây nhưng mà mình nhúng sô-cô-la. Nó cũng có vị ngọt giống như là bánh vậy đó, nhưng mà lại có chất trái cây rất là tốt cho cơ thể nữa. Đúng rồi, Quốc Thái thấy là hiện nay thì các cô cậu tiên tiên cũng hay ăn cách này đúng không? Đúng rồi, nó vừa vui nữa và thật sự là rất là dễ làm anh Quốc Thái. Vậy thì mình cùng vào bếp nha. Và bây giờ thì như đã hứa, Yến Nhi sẽ hướng dẫn cho anh Quốc Thái và quý vị làm món trái cây nhúng sô-cô-la. Nguyên liệu để mình làm món này đi ha. Thì chắc chắn không thể thiếu trái cây. Trái cây thì anh Quốc Thái có thể chọn táo hoặc là dâu. Rồi đây là sô-cô-la, hạt điều. Còn đây là dừa sấy, bơ để mình cho vào trong sô-cô-la. Bây giờ thì trước tiên là Yến Nhi sẽ nung chảy cái phần sô-cô-la này. Rồi bây giờ Yến Nhi sẽ cho cái phần sô-cô-la này vào trong nồi để cho nó nung chảy. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho cái phần sô-cô-la này nó được tan chảy ra hết ha. Rồi trong khi mà chờ đợi sô-cô-la chảy thì Nhi sẽ cắt cái quả táo này. Quốc Thái thấy là cái món ăn này chế biến rất là đơn giản và hình như Quốc Thái không có gì để phụ hết. Chỉ đúng có rồi. Lúc mà nhúng sô-cô-la thì Quốc Thái phụ chứ. Đúng rồi, rồi với lại phụ ăn nữa. Okay. Rồi bây giờ thì Nhi sẽ sắc táo ra thành từng miếng. Anh Quốc Thái thấy là Nhi đã chuẩn bị một cái tô nước lạnh. Có một chút xíu muối hoặc là chanh cũng được. Để cho giúp nó đừng có đổi màu đúng không? Đúng rồi. Món này rất là đơn giản anh Quốc Thái. Mà đặc biệt là vào dịp Giáng sinh thì mọi người hay ăn những cái món mà có vị sô-cô-la để cảm thấy là ấm áp của cái mùa đông đúng không? Rồi. Và khi mà mọi người ngoài cái bữa tiệc mặn trong cái lễ đón Noel á, thì ăn xong thì mọi người quay quần bên bàn khách xem TV, trò chuyện rôm rã với nhau thì vừa uống trà gừng nè. Đúng thì rồi. Chúng ta ăn trái cây nhúng sô-cô-la thì rất là ngon đúng không? Táo thì mình cũng không cần phải gọt vỏ đâu. Tại vì trong cái vỏ của táo thì cũng có rất là nhiều vitamin, cũng tốt cho cơ thể. Có nhiều chất xơ nữa đúng không? Phải nghỉ chút xíu nữa thôi là sô-cô-la chúng ta đã tan chảy ra rồi. Rồi, khi mà nó gần tan chảy rồi thì mình sẽ cho một ít bơ vào. Rồi. Để giúp cho cái sô-cô-la của mình một chút nữa khi mà nó đông lại á, thì nó sẽ bóng hơn. Sẽ trộn đều ha. Rồi anh Quốc Thái thấy không, Yến Nhi đã hòa tan cái phần bơ và cái phần sô-cô-la lại với nhau rồi. Và sô-cô-la cũng chảy rất là ngon rồi. Bây giờ rồi. Mình sẽ tiến hành nhúng đúng không? Đúng rồi. Rồi, Thái sẽ phụ Yến Nhi. Mình để ngay trên lò mình nhúng thôi Yến Nhi. Dạ. Rồi xong, bây giờ mình nhúng rồi nha. À đẹp rồi. Rồi bây giờ anh Thái sẽ nhúng qua cái phần hột điều. À, quá đẹp. Rồi. Rồi, còn này thì gì sẽ nhúng vào trong cái dừa sấy, chẩn không? Nhìn giống như tuyết vậy hả? Rất là ngon. Rồi, anh Quốc Thái không cần phải cái này nữa. Mình có thể chấm nhúng sô-cô-la không cũng được, cũng ngon lắm. Rồi, bây giờ cái này là táo. Đây, như ghim sẵn rồi anh Quốc Thái nhúng đi. Rồi. Nếu anh Quốc Thái thích ăn nhiều sô-cô-la thì cho nó phủ đầy hết. Có những cái mảnh dừa nhìn nó rất là đẹp mắt, giống như là bông tuyết anh Quốc Thái cứ nói vậy đó. Rồi giống như nãy anh Quốc Thái yêu cầu, nếu mà mình nhâm nhi một chút xíu trái cây nhúng sô cô la thì không thể nào thiếu một ly trà hoặc là một ly rượu đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước trà nha. Nước trà thì mình sẽ pha trà, sau đó là mình sẽ cho một ít đường vào và vài lát gừng để giúp cho cái ly trà của mình được thơm hơn. Rồi. Và dễ tiêu hóa nữa. Đó là ly của Yến Nhi, còn đây là ly của anh Quốc Thái. Rồi, vậy là món ăn chúng ta đã xong rồi hả? Đúng rồi, bây giờ là anh Quốc Thái vừa nhâm nhi trà, vừa ăn trái cây. Vị chua của dâu hòa với lớp áo bên ngoài sô-cô-la rất là ngọt, béo của bơ nữa. Phải nhâm nhi một chút trà nữa anh Quốc Thái. Cảm ơn Yến Nhi. Rất là ngon miệng đúng không?
Nhưng mà không mãi mê ăn món này đâu, mình còn phải đưa cho quý vị khán giả thực đơn trong ngày nữa đó. Chắc chắn rồi. Vậy thì Quốc Thái đề nghị như thế này ha. Món này chúng ta sẽ tráng miệng vào buổi trưa luôn. Còn món chính thì chúng ta sẽ ăn lagu bánh mì. Còn buổi chiều thì mình sẽ ăn là canh rau củ hầm xương, thịt kho tiêu. Món tráng miệng sẽ là rau câu.